Nếu các bạn hỏi mình đâu là chiếc xe tải van tốt nhất trong năm 2020, thì mình xin trân trọng giới thiệu với các bạn đây chính là cái sản phẩm đó. Nó là một chiếc xe, nó với cái mức giá tiền nó là rẻ nhất trong tất cả các chiếc xe tải van hiện tại đang có trên thị trường. Nhưng với cái phiên bản đời mới này, nó đem lại cho các bạn một trong những cái tính năng, rất là nhiều tính năng, rất là nhiều trang bị mà những chiếc xe đắt tiền hơn chưa chắc đã có. Trong nội dung ngày video ngày hôm nay, mình và bạn sẽ cùng đi tìm hiểu một chiếc xe Kenbo tải van 5 chỗ được sản xuất vào tháng 10 năm 2020. Nó là cái phiên bản mới hoàn toàn, được gọi là cái phiên bản đặc biệt của Kenbo. Có rất nhiều thứ mới. Trong video này mình và các bạn sẽ cùng khám phá đến nó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kenbo Mỹ Đình. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay thì mình đã kiếm được cho các bạn một cái chiếc xe tải van 5 chỗ phiên bản đặc biệt của Kenbo. Mình cũng chuẩn bị giao cái xe này rồi. Sắp tới thì sẽ có nhiều xe hơn để làm video. Thì cái xe này nó có rất nhiều điểm đặc biệt. Thứ nhất là các bạn nhìn này, nó có một cái màu, nó là cái màu Forerunner. Màu này theo cá nhân mình đánh giá nó là rất là đẹp. Nó đẹp hơn so với màu đen. Đấy, ở đây thì điều đầu tiên chúng ta chú ý đó chính là về mức giá của cái sản phẩm này. Giá là 233 triệu. Đó, nó cao hơn 3 triệu so với phiên bản cũ. Và nó cao hơn 3 triệu như thế thì nó sẽ có những cái gì? Về cái tem, chúng ta sẽ nhìn thấy cái tem nó đã được đổi mới. Nó không còn là cái tem đơn giản nó như cái phiên bản đời 2019 nữa, mà tem nó được làm đẹp hơn, góc cạnh hơn như thế này. Bên cạnh là cái mã của sản phẩm này, trọng tải của nó là 650 kg. Tải van 5 chỗ hiện tại có 2 trọng tải nhé. Trọng tải 650 kg và trọng tải 490 kg. Các bạn cần phiên bản nào mình sẽ kiếm về cho các bạn phiên bản đó. Và điều đầu tiên nó chính là cái tay nắm cửa này. Các bạn nhìn này, cái tay nắm cửa được mạ chrome sáng bóng xịn sò như thế này. Nó rất chắc và nó dày nha. Các bạn nhìn này, nó cực kỳ chắc và dày. Dày dặn như thế này. Những cái chiếc xe mà đắt tiền hơn thì chưa chắc đã có những cái tay nắm kiểu như thế này. Xịn chưa? Xịn hơn đồng ben. Đó. Mặc dù đồng ben đắt hơn. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Về cái gương thì vẫn giữ nguyên thôi. Nhưng cái điều đặc biệt nó ở bên dưới. Đó, đó chính là cái cảm biến camera 360 này. Mình đảm bảo là trên thị trường chỉ có bản đặc biệt là mới có thôi, các bản khác không có đâu. Đó. Vẫn là một chiếc xe Kenbo với cái động cơ của Baiji 1.3 lít. Mình gọi nó là cái động cơ của Trung ương Trung Quốc, rất bền. Mỗi tội hơi tốn nhiên liệu thôi. Nó đang tốn khoảng 6,5 lít cho 100 km. Đấy là điều kiện của nhà sản xuất. Thực tế nó sẽ ăn khoảng 7 lít rưỡi. Đấy là mình chắc chắn với các bạn luôn. Thì cái xe này máy cực kỳ bền. Hiện tại trên thị trường nhé, bán đồng ben cái rất nhiều, bán Kenbo rất nhiều, nhưng mà chưa có một chiếc xe Kenbo nào bị hỏng máy. Ngược lại thì đồng ben thậm chí vừa ra khỏi gara đã hỏng máy rồi. Đó là điều mình bật mí cho các bạn. Cái này nhỏ thôi nha, không là các hãng kiện bị chết. Bên rìa chúng ta sẽ có một cái phần sườn đầu xe, chúng ta vẫn có những cái rất quen thuộc logo Kenbo, mặt ga lăng rất quen thuộc, đèn pha bằng halogen chưa phải bi-xenon. Nhưng mà bi-xenon nó chỉ là chiêu trò marketing thôi, không quan trọng, halogen là được rồi. Chúng ta sẽ cùng ra lên xem khoang nội thất nha, để xem là với tại sao nó đắt hơn 3 triệu. Trước tiên chúng ta cứ xem khoang sau đã, nó chính là ghế da. Ghế da xịn sò của nhà sản xuất màu be. Ghế da này nếu chúng ta lắp ở trên thị trường nó sẽ, trước đây nó là ghế lỉ, nếu chúng ta muốn lắp ghế da chúng ta sẽ mất khoảng 3 triệu. Đấy là 3 triệu, đấy là cái giá mà mình nhập nhé, mình làm nhé, gara làm nhé. Còn các bạn mà người dùng mà muốn có mức giá này thì gần như là không thể. Ở đằng sau vẫn rất quen thuộc thôi, không có cái gì mới cả. Logo vẫn là logo này. Đó, logo hai cái cánh chim như này, cánh bướm, cái chim gì đó. Mở ra thì chúng ta sẽ có một cái khoang chở hàng rất là đẹp và xịn sò. Tấm chắn điều hòa chính hãng của Kenbo, quá nổi tiếng, chỉ Kenbo mới có cái tấm chắn điều hòa chính hãng như này, đẹp, xịn sò và sản xuất. Sàn bằng inox dày 3 ly và sần như này, chống trơn trượt như các bạn chở hàng. Đó. Thì đó là một trong những cái điểm đặc biệt. Riêng cái sàn này nó tốn khoảng 2 triệu rồi. Đấy, 2 triệu này cộng với 2 triệu ghế da là 4 triệu. Về nội thất thì sao? Đấy, ghế da lên đến khoảng ghế sau và ghế trước luôn nha. Chúng ta sẽ có một chiếc xe với rất nhiều các cái thay đổi. Thứ nhất là về cái tay nắm cửa, các bạn nhìn thấy không?
những cái nấm cửa này đã được mạ chrome ở trong như này, và mặt trên này là mình nhôm xước này, xịn vãi đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái cây loa này, loa tép này, bạn nhìn không, mình nói chung mình ánh sáng hơi cao đó. Lần đầu tiên trong lịch sử xe tải van trên thị trường có một chiếc xe tải van trang bị 4 loa, đó chính là Kenvo với loa thường và 2 loa tép. Nếu bạn muốn thưởng thức những cung bậc cảm xúc rất tuyệt vời và âm nhạc, các bạn chỉ cần mua cho mình thêm một cái cục trầm nữa thôi. Mỗi cục trầm mà các bạn để ở dưới thì thôi rồi luôn, cái hệ thống âm thanh này. Đó là điều mình khẳng định luôn, tại vì thực tế ra mình nghe thử cái loa này rồi, hay hay vãi. Tiếp theo nó chính là cái hệ thống camera 360. Camera 360 đây, các bạn nhìn thấy chưa? Và mình hơi nắng ấy, nên là anh em thông cảm nhá. Đấy, hệ thống camera 360, 10 inch, YouTuber này, đầy đủ hết. Đó, các bạn nhìn không? Đầu Android. Trong này có rất là nhiều ứng dụng, rồi thậm chí cả Google, cả YouTube đầy đủ cả. Và khi chúng ta vào xuống lùi thì sao? Và hệ thống camera 360 sẽ được kích hoạt. Đấy, các bạn nhìn không? Khổ quá là chúng mình sáng. Đó, thì đây là một trong những cái giá của phiên bản đặc biệt. Chỉ có phiên bản đặc biệt mới có thôi. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên, từ máy động cơ, trợ lực lái điện, khóa điện, điều hòa hai chiều, kính điện, mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Đó, thì với cái phiên bản đặc biệt này, máy đã được cải tiến hơn một tí, nó đã tiến gần tới cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và giá vẫn như vậy. Thì đây là một trong những cái món hời mà các bạn không thể bỏ qua nếu các bạn đang quan tâm chiếc xe tải van vừa chở hàng vừa chở người. Ok, nếu các bạn quan tâm đến nó và muốn tư vấn thêm về dòng sản phẩm này, hãy gọi cho mình 0987733222. Hoặc là kích vào link bên dưới, ở dưới mình có để lại số, và trong video này các bạn nhìn thấy bên góc màn hình cũng có số của mình. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.